Chào anh em. Đấy, hôm nay chắc là cái lô mic này là cái lô mic cuối cùng của năm 2019 rồi. Đấy, lần này em lại rất là may nhập hẳn được 100 cái mic su còn nguyên hộp nhé. Đấy, tất cả nó đều là in mic in USA. Nếu mà thực sự ấy, thì em cũng không biết là hàng này là có phải USA xịn hay không. Tại vì em không nhập ở đường Móng Cái Trung Quốc mà đây là nhập qua đường biên Campuchia. Ở Móng Cái bên Đông Hưng Móng Cái là không có cái hàng này. Đấy, nhập qua đường Campuchia. Thì có một số các anh lớn đi trước kinh nghiệm nhiều năm và đã giới thiệu đây là mic su xịn. Thì anh em mình cứ tạm tin nó là su xịn đi. Tại vì trong cái tầm giá mà 700 nghìn một cây này thì em nghĩ là rất là khó có con mic dây nào tầm giá 700 nghìn mà tiếng có thể hay hơn con này được. Đấy, cái chất âm của con này anh em nào dùng cũng phải khen. Chất âm của nó ngang ngửa với những cái bộ mic không dây mà tầm khoảng 3-4 triệu trên thị trường. 3-4 triệu là mic bãi nhé. Đấy, còn lên mic mới thì nó phải tương đương với những cái bộ mic không dây tầm 5-6 triệu hàng mới. Đấy, còn nguyên hộp, hình thức cũng rất đẹp. Em bán cho anh em với cái giá cực kỳ hợp lý. 700 nghìn một cái là không bao gồm dây nhé. Đấy, còn nếu mà nhà anh em nào mà đã có dây rồi thì chỉ cần mua một cái này nữa là về cắm dây vào hát hòa ok. Còn nhà anh em nào mà chưa có dây ấy, thì em sẽ bán cho anh em dây tốt với cái giá là 100 nghìn. Cái dây mà bọn em bán 100 nghìn này thì bình thường mà các anh đi mua lẻ ở ngoài ấy, thì 100 nghìn không bao giờ các anh mua được cái dây như vậy. Đấy, dây bọn em bán cũng toàn bộ là lấy dây tốt về bán hết. Anh em nào mà không lấy dây thì giá là 700.000 bao ship. Còn anh em nào mà lấy dây thì giá là 800.000 bao ship toàn quốc. Số lượng là 100 cái nhé. Hát hay hơn BBS khá là nhiều. Đấy, BBS em cũng còn mấy loại. Đây, nốc này thì là 400.000. Tay xám này là 600.000. Còn cái mic này là 700.000. Số lượng lần này có 100 cái. Đấy, 10 cái hôm nọ về phát thì hôm sau hết luôn. Anh em nào bị nhỡ hàng ấy thì liên hệ lại cho em nhé. 0967 851 866. Em ship code toàn quốc. Nhận hàng anh em kiểm tra. Nếu mà hát hay thì anh em lấy. Mà hát cảm thấy không hay như cái mic cũ ở nhà các anh thì các anh lại hoàn hàng lại cho em. Đấy là nói vô tư luôn. Xin chào anh em và hẹn gặp lại các anh em trong những clip tiếp theo.